Một nam một nữ bị lạc trên đảo hoang thì sẽ như thế nào? Liệu họ có cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng? Hay đó lại chính là cơ hội để họ yêu nhau? Hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn bộ phim Eo Biển Xanh Thức Tỉnh. Emma là một học sinh cấp 3 có thành tích xuất sắc. Cô được mọi người yêu quý bởi sự cởi mở và thân thiện. Còn Dean là bạn học cùng lớp của Emma. So với Emma, anh là một kẻ lười biếng, khác biệt, tính cách khép kín, không hòa đồng. Vì vậy bạn bè cùng lớp đều không thích anh. Một ngày, trường học tổ chức một buổi du xuân. Điểm đến là một trấn nhỏ bên bờ biển nọ. Buổi tối, Emma cùng bạn tham gia một buổi tiệc thác loạn trên tàu. Giữa chừng bị cảnh sát bất ngờ tập kích kiểm tra. Trong lúc hỗn loạn, Emma bất ngờ rơi xuống nước. Dean thấy vậy lập tức nhảy xuống cứu cô lên xuồng cứu hộ. Emma kêu anh lập tức trèo đến bên tàu để trở lại tàu. Nhưng lúc nãy Dean đã hút thuốc, sợ bị phát hiện. Vì vậy định đợi cảnh sát rời đi rồi mới trở lại tàu. Không ngờ cảnh sát lập tức yêu cầu tàu trở lại bờ. Hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn tàu rời đi. Lúc này, trời đột nhiên đổ mưa lớn. Một cơn sóng bất ngờ ập về phía họ. Đợi đến khi họ tỉnh lại, phát hiện đã dạt về một vùng biển lạ. Dean rút điện thoại báo cảnh sát, kết quả vì rơi vào nước nên đã bị hỏng. Mà điện thoại của Emma cũng không có tín hiệu. Hai người định cầu cứu thuyền ngang qua xung quanh. Thời gian cứ dần trôi qua. Xung quanh đến cả một con chim cũng không thấy. Lúc này Emma nhìn thấy một hòn đảo không xa. Hai người nhanh chóng trèo qua. Sau khi lên đảo, hai người hy vọng tìm được khách sạn, nhanh chóng trở về. Kết quả tìm suốt mấy tiếng, mới phát hiện đây là một đảo hoang, không hề có người sinh sống. Emma hơi hoảng, quyết định trở lại đường cũ, dùng thuyền cứu hộ trèo về. Nhưng lúc hai người trở lại chỗ cũ, thuyền cứu hộ đã bị nước biển cuốn đi. Bây giờ kêu cứu chẳng ai hay. Làm sao có thể thoát khỏi hòn đảo hoang này đây? Ở nơi khác, khi thầy giáo điểm danh mới phát hiện hai người mất tích. Rất nhanh, bọn họ liền báo cảnh sát, thông báo cho bố mẹ của Emma và bố của Dean. Ba người đến sân bay, chuẩn bị nhanh chóng tới trấn nhỏ. Mà trên đảo hoang, mặt trời lặn dần, trời cũng dần tối. May là lúc rời đi Emma có mang chút đồ ăn. Sau khi hai người ăn xong, định ngủ một đêm, đợi sáng mai nghĩ cách thoát ra. Nhưng đến ngày thứ hai, vẫn không có ai đến tìm bọn họ. Mà điện thoại cũng dần hết pin. Trong lúc bất lực, bọn họ tính tới tình huống xấu nhất, dự định sẽ sinh tồn trên đảo hoang, rồi đợi bố mẹ tới tìm bọn họ. Mấy ngày tiếp theo, khi bụng đói, bọn họ ăn hoa quả trên đảo, bao gồm chuối, dừa. Đồng thời, để phòng mưa ướt, còn dựng một cái lều đơn giản, mà Emma để không để lỡ bất cứ biện pháp cầu cứu nào. Còn viết một tín hiệu cầu cứu SOS rất to trên bãi cát, bởi vì cô tin bố mẹ nhất định sẽ đến cứu mình. Ngược lại, Dean có chút bi quan, bởi vì quan hệ của anh và bố không tốt, cũng không có bạn, vì vậy nghĩ rằng sẽ không có ai đến tìm kiếm anh. Nhưng anh không ngờ được rằng, bố chưa từng ngừng tìm kiếm anh. Cảnh sát lái tàu tìm kiếm từng hải vực nhưng vẫn không có kết quả. Vì vậy bố của Dean còn thuê một chiếc trực thăng, ngày ngày tìm kiếm bọn họ. Rất nhanh một tháng đã qua, cảnh sát đã từ bỏ tìm kiếm. Nhưng bố mẹ của Emma vẫn không từ bỏ, bởi vì bọn họ tin con mình vẫn sống. Trên đảo, bởi vì tiếp xúc trong thời gian dài, Emma phát hiện thực ra Dean không hề quái dị. Hơn nữa, Dean trông đẹp trai và lạnh lùng, khiến cô thường xuyên nhìn trộm anh. Hôm đó, bọn họ phát hiện một thi thể trên bãi cát. Emma thấy vậy, cảm xúc liền sụp đổ, sợ rằng bản thân sẽ chết trên đảo hoang này. Dean lập tức an ủi cô. Lúc này Emma nghe lời trấn an của Dean là không đủ, sợ thì phải làm gì, đành phải làm tí cho đỡ sợ. Thế là trong đêm đó, họ đã nện nhau cả đêm. Ngày hôm sau, lúc Emma tỉnh dậy phát hiện Dean không thấy đâu nữa. Tìm một hồi mới thấy anh đang đào hố, chuẩn bị chôn bộ xương kia. Sau đó anh kể cho Emma nghe về người mẹ đã mất. Hóa ra lúc còn nhỏ, anh cùng mẹ đi xem trận đấu bóng. Trên đường về nhà, Dean nghịch ngợm đùa nghịch với mẹ. Kết quả xe mất lái, xảy ra tai nạn. Khi cậu tỉnh lại, mẹ đã mất rồi. Dean không thể chấp nhận những đồng tình và tự trách đó, vì vậy không tham gia tang lễ của mẹ. Không ngờ điều này trở thành tiếc nuối của anh. Mà sau khi mẹ mất, anh cũng luôn tự trách, vì vậy trở nên khép mình, ít nói. Đến tháng thứ 3, Dean đúng lúc đang trên cây tìm đồ ăn, đột nhiên nghe thấy tiếng trực thăng. Anh nhanh chóng chạy đến bãi cát, cầm súng tín hiệu cầu cứu, nhưng phát hiện không thấy súng tín hiệu đâu nữa. Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn máy bay bay đi. Hai người thất vọng ngồi trên bãi cát tâm sự, nhưng lại nghe thấy những âm thanh kỳ quái. Dean lập tức đứng dậy xem xét, kết quả phát hiện một con báo đen. Anh dùng con dao trên tay giết chết con báo. Sau bao ngày cuối cùng hai người cùng được ăn thịt. Những ngày tiếp theo, hai người ngày nào cũng quan hệ cho đỡ sợ, sau đó lại hy vọng sẽ có người đến tìm bọn họ. Nhưng hai gia đình sau khi tìm kiếm 3 tháng, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện hai người đã chết, vì vậy thu dọn hành lý, trở về nhà. Hôm đó, hai người nện nhau mệt mỏi, liền nằm nghỉ dưới cây, lại phát hiện đồ bị mất từ trên trời rơi xuống. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là bọn khỉ trộm mất súng phát tín hiệu và kem chống nắng. Trời không phụ lòng người, sau nhiều tháng bọn họ lại lần nữa nghe thấy tiếng trực thăng. Dean lập tức lấy súng bắn lên trời, hóa ra là một chiếc trực thăng thăm quan. Hai người sau khi mất tích vài tháng cuối cùng cũng được cứu. Đợi sau khi bọn họ trở lại, lập tức nhận được phỏng vấn của phóng viên. Bọn họ không tưởng tượng được đôi trẻ này làm sao có thể sinh tồn trên đảo hoang. Nhưng sau khi trở lại, Emma dường như cố tình trốn Dean, khiến anh rất buồn. Nhưng anh không hề từ bỏ. Trong một buổi tiệc, Dean mặc bộ lễ phục của bố,
đứng dưới mưa, cuối cùng giành được tình yêu của Emma. Bộ phim đã có cái kết rất đẹp, nhưng khi bạn xem hết phim này, sẽ tự hỏi rằng tại sao Emma và Dean quan hệ nhiều như thế, mà họ Dean lại không dính bầu. Được rồi, câu chuyện hôm nay đến đây thôi, cảm ơn mọi người đã theo dõi.